Nhưng mà gì không dạ. Anh ơi giữa đêm thâu thức biển. Bài đó là hả chị? Nhưng mà có hát bài đó ta. Nhưng Kiều hát như vậy à? Về lời giá từ lúc anh đi về, rằng mãi đến lại thắng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Dạ, em không có hát được đâu, nhưng mà em có thể hát chay chút xíu cho chị ạ. À, vâng ạ, em hát bài Duyên Kiếp thì một chút xíu em sẽ gửi đến quý vị Duyên Kiếp. Và bây giờ thì thân là thể thêm những lời yêu cầu của quý vị thì cho phép mình tiếp gửi đến bài hát mà anh bên em gửi thăm tới đó. Yes. Em nhìn anh như là cho em hỏi cái bài anh nè. Mời bạn nhạc là lại xin cái bài thấy nha. Em xin mời bạn nhạc ạ. Cảm ơn. Và một bài hát mà anh thì yêu cầu em sẽ gửi cho anh trước, xong đến tất cả những bài hát kia. Bài hát dịch lời của nhạc sĩ Nhật Hân, bài hát được mang tên Gọi Thầm Tên Anh. Yes. I request this song, y'all. Yeah. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Gọi Thầm Tên Anh Lời Cuối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người ta nói khi mà trong cuộc sống của mình thì tình yêu là một cái